Chào anh chị và các bạn. Một câu hỏi được đặt ra rất là nhiều đối với các bạn trẻ ngày nay, đó chính là làm thế nào để có thể tự do tài chính. Thưa anh chị và các bạn, là để tự do tài chính bằng một cái cách mà chúng ta đang muốn, đó chính là bằng đầu tư. Thì cách nào để đến được với cái đích như vậy? Vậy thì điều đầu tiên mà Thắng xin được hỏi anh chị và các bạn, đó chính là bao nhiêu tiền thì sẽ tự do tài chính được? Bao nhiêu tiền đối với anh chị và các bạn là tự do tài chính? Đây nói thật sự là một trong những cái chủ đề mà có thể nói rằng là rất được nhiều anh chị và các bạn, rất được nhiều bạn trẻ quan tâm. Ai trong chúng ta cũng muốn rằng là ở một cái độ tuổi nào đó chúng ta có thể tự do tài chính. Ở một độ tuổi nào đó chúng ta không còn phải đi làm. Ở một độ tuổi nào đó chúng ta bắt đầu được nghỉ ngơi, có một căn nhà nhỏ ở vùng nông thôn, ở quê, và vui sống cái cuộc sống thoải mái của mình. Còn cái câu chuyện về cơm áo gạo tiền chúng ta không phải lo nữa. Nhưng mà để làm được cái điều đó thì nó hoàn toàn không hề dễ một chút nào đối với phần đa chúng ta. Số người có thể tự do tài chính sớm ở độ tuổi 30, 35, 40, thậm chí là có những người 5-60 tuổi rồi muốn tự do tài chính cũng không thể tự do được, và vẫn phải hàng ngày đi làm. Thậm chí có những người rất khổ, ở cái độ tuổi 70-80 tuổi vẫn phải bám vỉa hè để kiếm sống, kiếm ăn. Vậy thì cái câu chuyện này nó là cái mong muốn thường trực của rất nhiều người. Điều mấu chốt nó phải nằm ở đâu để chúng ta có thể vươn lên đứng trong top những người có thể sớm tự do tài chính. Chúng ta vẫn hay nghe thấy cái câu chuyện của Thắng nói, đó chính là cái thằng 2 tỷ. Vẫn hay nghe thấy Thắng nói rằng là một người làm thay cho chúng ta. Tự do tài chính tức là chúng ta có nhiều những cái gọi là những thằng 2 tỷ, những cô 2 tỷ, những bà 2 tỷ làm thay cho chúng ta, và nó đem về cho chúng ta cái dòng tiền. Nó có tự nhiên ở trên trời xuống không? Câu trả lời chắc chắn là không. Nó ở đâu mà tới? Nó phải đến từ sức lao động của anh chị và các bạn. Vậy đến từ sức lao động của anh chị và các bạn thì nó phải là đến từ cái sự tích lũy trong một khoảng thời gian dài và kiên nhẫn với câu chuyện đó. Tôi lấy ví dụ, khi anh chị và các bạn bắt đầu tốt nghiệp đại học, hoặc là bắt đầu đến cái tuổi trưởng thành, không học nữa, đi làm, mỗi tháng anh chị và các bạn đều kiếm ra một cái khoản tiền nhất định nào đó. Thì có những người quá lương quá thấp thì nói rằng là vì thấp quá nên không để dành được đâu nào cả. Ok, đó là chuyện của mỗi người. Có những người lương rất cao nhưng vì chi tiêu rất nhiều nên cũng không để dành được đồng nào cả. Ok, đó là chuyện của mỗi người. Nhưng vấn đề là cái người đó, nó có, người ta có muốn rằng là đến một cái độ tuổi nào đó họ không còn khả năng làm việc nữa, hoặc là họ muốn nghỉ sớm, không muốn làm việc nữa, không phải đi làm công hàng ngày nữa, thì người ta mới bắt đầu nghĩ tới cái câu chuyện đó chính là tích lũy. Cái việc tích lũy ở đây không phải là cái sự dè xén, không phải là cái sự gọi là ki bo kiết sĩ trong cái câu chuyện chi tiêu, mà cái việc tiết kiệm ở đây có nghĩa là chúng ta bắt đầu phải toan tính tới những kế hoạch của dài hạn. Không có cách nào khác, không có ai cho chúng ta tiền cả. Ngay cả một người làm công nhân trong nhà máy hay làm xe ôm trên đường hàng ngày, Thắng đã hỏi tất cả những người đó, thậm chí là cả những người lao động trên cánh đồng, Thắng cũng hỏi. Thì chúng ta không phải là không kiếm được tiền, thực tế là chúng ta có kiếm được tiền, và thậm chí đôi khi có những nghề vất vả hơn so với dân văn phòng, kiếm còn được nhiều tiền hơn.
Cả hai khác biệt đó là chúng ta không có tư duy tài chính, không có tư duy tiết kiệm, không có tư duy tạo cái nguồn vốn ban đầu. Không có vốn ban đầu, chúng ta không thể lấy đâu ra cái nó gọi là nguồn lực vốn để có thể tham gia các kênh đầu tư. Trước khi nói về cái việc là đầu tư như thế nào để có thể tự do, thì chúng ta phải nói tới cái công cụ đầu tiên đó là nguồn lực. Vậy nếu không có nguồn lực, nếu không có cái đồng vốn ban đầu, thì thưa hỏi anh chị và các bạn, chúng ta tự do tài chính bằng cách nào? Ai cho chúng ta tiền để chúng ta có thể đầu tư? Chúng ta có thể học, chúng ta có thể đọc, chúng ta có thể biết, chúng ta có thể nhận ra cơ hội. Nhưng dù chúng ta có biết cơ hội đi chăng nữa, nhưng chúng ta không có tiền, thì đầu tư bằng cái gì ạ? Lấy gì để đầu tư ạ? Nguyên gốc nó nằm ở cái câu chuyện đó là một chặng đường dài. Không chỉ là học về tính, về cái tư duy kỷ luật trong quá trình tiết kiệm, trong quá trình gọi là tích lũy vốn, để chúng ta có một khoản vốn, một cái nguồn lực. Nó vừa cho chúng ta nguồn lực, nó vừa cho chúng ta tư duy về sự kỷ luật. Chìa khóa ở đây nó chính là sự kỷ luật. Thắng lấy ví dụ cụ thể, ngày hôm qua Thắng mới đi xe gáp ôm. Thắng có chia sẻ và nói chuyện với một bạn sinh năm 95. Thắng hỏi rằng là một ngày thì trừ hết tất cả các chi phí đi thì còn bao nhiêu tiền dư ra sau khi mà đã đổ xăng, ăn cơm và kết thúc cái một ngày làm việc. Nhưng thực tế thì cái người làm Grab hiện nay nếu chịu khó chạy thì trừ hết các loại chi phí đi thì cũng kiếm được một ngày bỏ túi 300.000. Như vậy là rõ ràng là một tháng nếu chạy đều 25 ngày, 4 ngày nghỉ đi, 25, 5 ngày nghỉ thì cũng đút túi đâu đó khoảng tầm 7 triệu đồng. Với cái việc là cho rằng là chưa có nhà để ở thì có thể là thuê trọ, thì chi phí tiền trọ là đâu đó nó khoảng tầm 2 triệu đồng. Như vậy là chúng ta có thể trừ đi các cái chi phí sinh hoạt, giao lưu, giao tiếp và đám cưới, đám xin, thì chúng ta hoàn toàn có thể bỏ túi để dành tiết kiệm được 3 triệu cho một tháng. 3 triệu cho một tháng. Thì Thắng hỏi với người này là có khi nào em nghĩ tới cái câu chuyện là một ngày nào đó em sẽ không làm xe nữa và em đã có một khoản vốn, em đã có khả năng có thể đầu tư ở đâu đó để bắt đồng vốn của mình nó làm việc để thay thế một phần nào đó cái sự vất vả hàng ngày phải chạy hàng trăm cây số trên đường để kiếm tiền hay không? Thì câu trả lời của bạn 95 đó là em chưa bao giờ nghĩ tới. Thắng mới nói như thế này. Đây là Thắng nói với một người em chạy xe khá là vất vả. Thắng nói như sau. Thực tế mà nói thì ai cũng như vậy cả thôi. Cái việc mà có thể kiên trì bỏ ra mỗi tháng 3 triệu tới 4 triệu đồng để tiết kiệm, mỗi năm có thể bỏ ra được 36 triệu tới 40 triệu đồng để tiết kiệm, để có thể tích lũy vốn, để có thể sau này tìm kiếm một cái kênh đầu tư, để tìm kiếm một cái giải pháp đầu tư nào đó, và nhờ vào cái việc tăng giá của cái tài sản đầu tư, tiếp cận với lĩnh vực đầu tư sớm để có thể tự do, để có thể giảm, thậm chí có thể tự do theo một cách là bán tự do, tức là giảm bớt thời gian phải lao động bằng sức lao động, để có thể gọi là một phần nào đó thì cái đồng tiền tích lũy cũng từ cái mồ hôi của mình nó có thể làm thay mình. Thì em mới bảo là khó lắm anh ạ. Bây giờ một tháng, ví dụ như tháng sau anh nói như vậy, em có thể bỏ ra được 3 triệu hoặc 4 triệu để tiết kiệm. Nhưng mà rồi tháng sau nữa cũng có thể làm được, thì 3 tháng có thể làm được. Nhưng mà đến tháng thứ tư thì vì cái đồng tiền của em nó nằm trong tài khoản, nên là thành thử vì một cái cao hứng nào đó trong quá trình đi chơi, đi nhậu, đi ăn, hoặc là giao lưu, giao tiếp bạn bè, rồi tình yêu, tình báo, thì ngay lập tức có thể vì cao hứng có thể tiêu bén đi cái đồng tiền tiết kiệm đó. Vậy thì anh mới hỏi tiếp là nếu như vậy thì rõ ràng là em không kỷ luật. Và nếu em không kỷ luật thì kết quả cuối cùng không đi đến đâu cả. Kết quả cuối cùng thì sau khoảng 3 năm lao động vất vả ở Sài Gòn, hỏi bạn là người ở đâu thì bạn ấy nói là bạn là người ở Phú Yên. 3 năm ở Sài Gòn lao động rất là vất vả, đi chạy xe như thế này, chạy ngày chạy đêm. Rồi sau đó kết quả rằng là sau 3 năm không có được dư ra cái gì cả. Nhưng nếu như em kiên quyết kỷ luật trong cái câu chuyện này thì em sẽ là người khác biệt. Kỷ luật để làm gì? Thứ nhất, nếu như mỗi năm kiên quyết bằng mọi cách có thể sử dụng một cái giải pháp, ví dụ như
mỗi tháng như vậy hoàn toàn. Bây giờ mua đất thì không thể mua được, bởi vì nó có 4 triệu đồng thôi, gửi vào ngân hàng thì sợ rằng là sẽ rút ra để tiêu. Thì bây giờ hoàn toàn có thể nhờ một ai đó đủ tin tưởng để giữ hộ, mẹ chẳng hạn. Hoặc là một giải pháp khác, nếu không muốn gửi về nhà mất thời gian thì có thể dùng một giải pháp, đó là mua khoảng tầm nửa chỉ vàng hoặc là một chỉ vàng, với cái việc 2 tháng thì để dành được khoảng tầm 6 triệu, 3 tháng thì để dành được 9 triệu thì có thể mua được 2 chỉ vàng. Thì một năm với 40 triệu thì để dành thì cũng gần mua được một cây vàng rồi. 3 năm, sau 3 năm thì sẽ có đâu đó khoảng 2 cây rưỡi vàng, gần 3 cây với cái giá hiện nay. Cái giá hiện nay không cần biết giá vàng tăng giảm trong 3 năm tới như thế nào, cao thì mua cao, thấp thì mua thấp. Cách giải pháp đó sẽ để lại cho em được ít nhất là sau 3 năm sẽ có khoảng 100 tới 120 triệu đồng. Khi có 100 tới 120 triệu đồng rồi thì bắt đầu nghĩ tới những cái khoản tài sản lớn hơn. Và cái mà lịch sử đã chứng minh trong nền kinh tế Việt Nam có cái mức tăng trưởng là cái khoản đầu tư siêu tuyệt vời đó, mà dễ dàng nhất nó nằm ở cái sở hữu của mình, tài sản mang tên mình, đó là đất. Em hoàn toàn có thể về chính vùng quê của mình, một cái vùng quê ở nông thôn, bỏ ra 3 năm tích lũy hơn 100 triệu đồng mua một miếng đất nhỏ ở quê, với cái giá hiện nay nhiều nơi nó chỉ khoảng 500 đến 1 triệu đồng trên 1 mét vuông. Hơn 100 triệu đồng có thể mua được 100 mét vuông sổ đỏ thổ cư, hoàn toàn tuyệt vời. Thì chúng ta chưa vội nghĩ tới cái câu chuyện đó là cái khoản đầu tư đó nó kiếm ra lời hay không. Chúng ta phải phân tích như thế này. Bởi vì chúng ta cứ lấy ví dụ như là với một cái khoản tiền tiết kiệm thông thường của chúng ta, để bù đắp được cái phần lương hiện nay kiếm mỗi tháng từ 7 tới 10 triệu đồng thì phải cần bao nhiêu thì mới có gửi ngân hàng lãi được 7 đến 10 triệu đồng. Thì chúng ta tính nhanh, 1 tỷ hiện nay chúng ta có khoảng tầm 4 triệu rưỡi, và nó phải khoảng đâu đó để có 7 triệu đồng làm thay cho chúng ta không phải đi chạy Grab nữa, thì nó vẫn phải nằm ở khoảng tầm 1 tỷ rưỡi. Vậy mà 3 năm tiết kiệm thì nó mới được có khoảng hơn 100 triệu đồng. 1 tỷ rưỡi thì nó phải kéo dài và mất tới 15 năm. Tất nhiên là nhiều người sẽ bảo là phải học hỏi rồi phải tìm ra các giải pháp khác để nâng cao kiến thức, rồi các cái việc như là nâng mối quan hệ, rồi rất là nhiều các cái giải pháp khác mà nhiều các cái kênh đầu tư, nhiều các cái kênh chia sẻ vlog đã nói về cái câu chuyện này. Nhưng thực tế cái đó nó chỉ phù hợp đối với những người có khả năng và năng lực học hỏi, có khả năng gọi là trau dồi kiến thức. Còn đại bộ phận trong dân số của Việt Nam là công nhân, là nông dân, là những người tham gia các hoạt động dịch vụ, và rất khó để họ có thể đi theo cái con đường đó là học vấn, rồi sau đó kiếm một công ăn việc làm tốt, lương cao, rồi sau đó thì gọi là gì ạ? Nâng cao các mối quan hệ để gia tăng cái thu nhập. Đồng ý là câu chuyện đấy là câu chuyện dĩ nhiên, và thậm chí anh chị và bạn chả cần tư vấn thì những người đó cũng tự biết cách, bởi vì họ có trình độ. Nhưng phần lớn những người ngoài kia vẫn muốn tự do tài chính, nhưng mà cái năng lực nó có giới hạn, và chúng ta phải tìm một cái giải pháp để hỗ trợ những người này. Có thể họ sẽ không phải là hoàn toàn tự do tài chính, nhưng họ có thể bán tự do tài chính, tức là họ hoàn toàn có phải đi làm, nhưng cái việc đi làm đó nó ít hơn, hoặc là giảm thiểu hơn cái thời gian làm và cái sự vất vả. Cộng với câu chuyện là tháng năm muốn nói tới câu chuyện sau này ở cái độ tuổi lớn hơn, bắt đầu lập gia đình, bắt đầu kết hôn, rồi các cái chi phí cho con cái cũng như về tương lai khi lớn tuổi hơn, không thể một ngày chạy vài trăm cây số trên đường được nữa, hoặc là không thể bưng bê khuân vác nặng được nữa, thì cũng có một khoản tiền được gọi là dưỡng già, hay là được gọi là bù đắp cho những cái phần vất vả, chứ không để cho cái tình trạng cuối cùng là 60, 70 tuổi vì không am hiểu về tài chính, không tìm ra giải pháp, không tuân thủ kỷ luật, cuối cùng về cuối đời vẫn phải đi tìm một cái công việc như là bảo vệ, như là bán vé số, như là bưng bê, như là khuân vác, thậm chí đến tận sát lúc cuối đời rồi cũng còn rất vất vả.
Thì đây, lỗi không phải là do là không làm được ra tiền, lỗi là do không có tư duy tài chính. Những người làm văn phòng về cơ bản lương cũng không cao so với điều kiện hiện nay. Rất là nhiều người là tốt nghiệp đại học ra làm văn phòng, lương cũng tháng cũng 7-8 triệu thôi. Thì những người như chạy Grab, những người làm trong các cái nhà máy phân xưởng, kể cả tiền tăng ca thì mức lương cũng tương tự, thậm chí còn cao hơn. Có những người làm lâu năm lương tới 10 đến 12 triệu đồng. Và rất là nhiều người chịu khó chạy Grab, Uber và một số thời điểm thì chạy rất là tốt thì mức còn cao hơn những gì Thắng vừa chia sẻ. Nhưng cái điều khó nhất trong quá trình để tiến tới cái câu chuyện tự do tài chính đó chính là cái kỷ luật. Kỷ luật để tuân thủ kỷ luật liên tục trong khoảng thời gian dài, làm một cái điều mà người khác không thể làm được, làm một cái điều khác biệt so với những người khác, làm một cái điều mà không phải ai cũng dám làm và sẵn sàng làm. Bởi vì những cái niềm vui ở ngoài kia, khi mà một người bạn gọi đi nhậu bảo là không đi được đâu, ở nhà, thì lại bị chửi là cái gì ạ? Là không biết mở rộng mối quan hệ, lại bị chửi rằng là gì ạ? Là bo, lại bị chửi rằng là thật là kiểu đại loại rất nhiều những câu miệt thị. Khi mà chúng ta tuân thủ cái nguyên tắc để tiết kiệm cái đồng tiền vốn ban đầu, chúng ta phải nên nhớ rằng là không ai cho chúng ta tiền, không ai cho chúng ta tiền, không một ai cho chúng ta tiền ngoại trừ cha mẹ chúng ta thôi. Và đến khi cha mẹ già lớn rồi thì chúng ta phải là người làm ra cái của cải và tài sản đó. Và để muốn có tài sản đó không thể đi cướp ngân hàng, buộc chúng ta phải tích lũy. Và chúng ta càng ít về mặt nhận thức, càng ít về mặt tri thức, chúng ta lại càng phải làm câu chuyện đó. Quay lại với câu chuyện, sau 3 năm có hơn 100 triệu mua một miếng đất ở quê với cái giá khoảng 1 triệu đồng trên 1 mét vuông. Chúng ta có 100 mét vuông tại quê nhà, hoặc là 120 mét vuông, 150 mét vuông, tùy theo khả năng tích lũy của mỗi người. Đúng chưa? Chúng ta có một cái tài sản, chắc chắn đó, sau 3 năm nó ấn định ở đó. Chúng ta bắt đầu trưởng thành. Và thực tế với một người sinh năm 95, năm nay chỉ khoảng hơn 25 tuổi, gần 26 tuổi. Như vậy là sau 3 năm là 28 tuổi đã có một cái tài sản cố định ở quê nhà, 100 mét vuông đất. 100 mét vuông đất này thì Thắng có thể khẳng định rằng với cái mức giá trên dưới 1 triệu đồng thì chắc chắn rằng về mặt tương lai nó sẽ làm gia tăng cái tài sản cho người này. Đây chính là cái thằng 100 triệu đầu tiên, nó rất cần mẫn đang làm việc cho anh chị và các bạn. Tất nhiên 100 triệu nó rất là nhỏ, nó chưa thể được gọi là tự do tài chính, nó chưa thể được gọi là cái giải pháp gì đấy ghê gớm, nhưng điều đó nó bắt đầu hình thành được cái tư duy về tài chính. Nó hình thành được cái tư duy về tài chính và hình thành được cái thói quen kỷ luật. Và trong tất cả các môn đầu tư, tất cả các cái quá trình làm giàu và kinh doanh, không thể thiếu được cái tính kỷ luật trong kinh doanh. Và 100 triệu đồng này tạm thời nó là một miếng đất 120 mét vuông, 100 mét vuông, tùy khu vực. Rồi, sau khi làm được cái điều đó rồi thì việc tiếp theo phải làm là gì? Thì vậy thì câu chuyện đó là gì? Ở đây khi chúng ta có tài sản rồi, chúng ta sẽ tự tin hơn rất nhiều. Và những mối quan hệ và cách thức vận hành các mối quan hệ cũng như cái sự tự tin trong mỗi một người, nó sẽ thay đổi khi chúng ta có, nó gọi là có một cái đồng vốn dắt lưng. Đồng vốn dắt lưng này nó rất là cố định, nó là tên của chúng ta mà. Chúng ta đủ tuổi về trưởng thành rồi là tên của mình ở quê. Về quê mỗi lần người ta cũng tôn trọng mình lên một phần. Cái này không cần mở rộng mối quan hệ tự mở rộng. Đây là điều rất tuyệt vời sau 3 năm của một người sinh năm 95, sau 3 năm là 28 tuổi. Giai đoạn này cũng là cái giai đoạn bắt đầu còn phải tính đến câu chuyện kết hôn. Thì câu chuyện tiết kiệm tiếp theo là cái câu chuyện năm tiếp theo. Có thể sẽ phải mất đi chống một năm để chúng ta sử dụng cái khoản tiền tiết kiệm này cho cái câu chuyện dùng để làm đám cưới. Thì vậy thì đám cưới hiện nay thì về cơ bản thì không quá tốn kém đâu, chỉ là tiền chụp ảnh và một số các cái tiền liên quan tới cái hoạt động sinh hoạt trong quá trình làm đám cưới thôi. Nhưng mà thôi, chúng ta tạm gác nó lại sang một bên. Và câu chuyện thứ hai tức là chúng ta phải làm được trong cái cách làm như vậy liên tục trong nhiều năm, ít nhất là khoảng tầm 9 năm đến 10 năm thì chúng ta sẽ có cái khoản vốn nó nằm ở khoảng tầm trên dưới nửa tỷ. Nó kể cả cái phần là tăng giá của bất động sản và cái sản phẩm mà chúng ta mua ban đầu, cộng với câu chuyện là mỗi năm sau quá trình làm thì chúng ta sẽ kiếm được nhiều hơn, và những cái tư duy nhận thức thì chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiều hơn. Thì mỗi năm sau chúng ta sẽ tiết kiệm được đâu đó khoảng tầm 50 triệu, và sau khoảng 3 năm nữa thì sẽ 150, 150 cộng với một cái nhịp tiếp theo nữa là khoảng 300 cộng với lại cái miếng đất ban đầu,
Thì hai cái miếng đất đầu tiên thì chúng ta như vậy là sau khoảng 9 năm thì chúng ta đã có 300 mét đất, hơn 300 mét đất ở quê với cái mức giá nó khá là rẻ. Và có thể thì các cái miếng đất ban đầu sau khoảng tầm 9-10 năm nó đã có cái giá 4-500 triệu rồi. Vậy là như vậy là sơ sơ thì chúng ta có thể nhanh thấy rằng là sau 3 năm đầu tiên mua một miếng đất thì miếng đất đầu tiên đã thành 300-400 triệu. Sau 3 năm tiếp theo chúng ta mua một miếng đất thì miếng đất tiếp theo đó nó là thành 600-700 triệu. Và hai miếng đất đầu tiên sau 6 năm thì chúng ta đã có 1 tỷ rồi. Cộng với việc cái năm cuối cùng chúng ta tiết kiệm được khoảng tầm 150 triệu nữa. Thì 9 năm kể từ 25 tuổi bắt đầu chúng ta bước vào 34 tuổi, chúng ta đã ít nhất có một cái tài sản trên 1 tỷ đồng. Ok, mới 34 tuổi chúng ta đã có một cái tài sản trên 1 tỷ đồng. Và lúc này đây chúng ta khá là tự tin trong cái khả năng kiếm tiền của chúng ta, cũng có đồng vốn rất lưng. Từ đây chúng ta qua 9 năm chúng ta làm tuân thủ theo một cái nguyên tắc rất là tùy duyên, không hề có cái tư duy phải cần phải suy nghĩ về đầu tư tăng giảm gì cả. Chúng ta cứ làm trong cái khả năng và năng lực của chúng ta, liên tục như vậy trong một khoảng thời gian đủ dài. Và lúc này thì chúng ta sẽ thấy được cái giá trị thực sự của cái câu chuyện tuân thủ kỷ luật và tiết kiệm như vậy. Thì trong lúc nhỏ thì chúng ta tiết kiệm vào những cái khoản, chúng ta không phải là đầu tư, chúng ta không sợ mất vốn, chúng ta đơn giản đó coi cái chỗ đó là một cái con lợn để giữ tiền cho chúng ta. Thay vì chúng ta bỏ tiền vào trong lợn thì nó sẽ mất giá, thì chúng ta sử dụng cái giải pháp như Thắng vừa nói, thì nhỏ thì chúng ta mua vàng, lớn lên thì chúng ta mua bất động sản. Hoặc là những người am tường hơn một chút xíu, có kinh nghiệm và có hiểu biết về mặt tài chính, thì chúng ta có thể gom một cái cổ phiếu nào đó đầu ngành trên thị trường chứng khoán, cũng là một cái giải pháp rất là hay. Cứ dư ra là chúng ta mua. Chúng ta coi đó là một cái khoản tiết kiệm sau 5 năm, 10 năm, và đến một cái đoạn nào đó thì chúng ta bán ra. Tăng lấy ví dụ điển hình như vài cổ phiếu đầu ngành, ví dụ như Vinamilk, ví dụ bị sửa Sabeco, ví dụ ngân hàng Vietcombank, ngân hàng ACB, ví dụ như là công ty bảo hiểm Bảo Việt, ví dụ như là công ty sắt thép Hòa Phát, ví dụ như là Tôn Hoa Sen, ví dụ như nhựa Bình Minh, ví dụ như dược Khẩu Giang, ví dụ như là những cái đầu ngành nhất trong cái nền kinh tế Việt Nam, chúng ta mua như là vàng, giống kiểu là nơi để chúng ta tích lũy. Bởi vì những doanh nghiệp này rất lớn nhất trong nền kinh tế Việt Nam, mà cái sự mà gọi là suy giảm là nó có tăng giảm, nhưng sau một chu kỳ dài thì về cơ bản xu hướng của nó vẫn là cái tăng trưởng tích cực. Thì chúng ta có thể mua Vinhome, Vincom, Vinretail, Thế Giới Di Động đấy, rồi GAT, Tổng Công Ty Khí Việt Nam. Thì sau 10 năm chúng ta mua theo cái kiểu như vậy, rất giản đơn, mở một tài khoản, có tiền mua bỏ đó. Sau đó thì chúng ta đủ tiền, ví dụ như chúng ta tiết kiệm sau 1 năm thì chúng ta nhìn lại tài khoản của chúng ta, ví dụ 40-50 triệu, chúng ta cái này là chúng ta cũng không cần phải là căng thẳng là nó có tăng hay không, chúng ta chỉ cần coi như đó là chỗ tiết kiệm. Và khi chúng ta mua tài sản tiết kiệm như vậy thì chúng ta không thể tiêu được, không thể là vì cao hứng trong cái buổi tối ngày hôm đó, không thể vì là chúng ta vì bạn nào đó mà nói rằng là ô anh ơi vì là thế này vì là thế kia rồi em tiêu mất. Chúng ta đã có một cái tài sản trong cái việc làm ăn kinh doanh rồi, thì xin lỗi chiều bạn là có cái ở phía ngoài đây nó có cái ghe nó chạy nên âm thanh nó hơi lớn, thì chúng ta không thể tiêu được. Và như vậy là đó là cái cách để chúng ta tự do tài chính. Cái cách đó sau này sau đủ 10 năm thì chúng ta làm được rồi, có vốn rồi, lúc đó đã tuân thủ được nguyên tắc như vậy rồi, lúc đó Thắng sẵn lòng tư vấn miễn phí cho anh chị và các bạn để làm thế nào để cái khoản vốn đó nó có thể có cái giải pháp khác để sinh sôi nảy nở hơn và hiệu quả hơn. Còn trước mắt để tự do tài chính, chúng ta phải tự do trong cách nghĩ của chúng ta và phải tuân thủ những cái kỷ luật theo cái quy định của chúng ta để có thể có một khoản vốn tích lũy ban đầu. Đừng nghe ai đó nói rằng là hãy tiêu đi. Thắng kể thêm một câu chuyện cuối cùng để anh chị và bạn thấy là như thế này. Năm 2013, Thắng làm cho một công ty nước ngoài, họ trả cho Thắng lương tháng hơn 20 triệu đồng. Tuy vậy thì Thắng đem về nhà không quá 4 triệu đồng anh chị và bạn. Lý do là bởi vì khi chúng ta làm ở một cái công ty như vậy, công ty nước ngoài, họ rất khôn, họ thường xuyên dẫn chúng ta đi ăn những nhà hàng sang trọng. Khi ngồi ở những nơi mà gọi là uống nước sang trọng, mỗi lần ngồi uống nước ít nhất cũng vài trăm nghìn, mỗi lần ăn ở nhà hàng sang trọng cũng vài triệu đồng. Cho nên câu chuyện mức lương rất cao, nhưng mà đầu tiên thì tất cả những cái khoản đó thì được ông chủ doanh nghiệp đều mời anh chị và bạn. Nhưng khi ông chủ doanh nghiệp tập cho anh chị và bạn những cái thói quen ăn uống, những thói quen về ăn mặc, những thói quen về trau chuốt về bản thân mình, thì anh chị và bạn thành thói quen. Cái đó nó được cho doanh nghiệp rất là nhiều, bởi vì khi anh chị và các bạn đã quen cái thói quen như vậy thì gặp và đối tác giao dịch với các cái khách hàng, anh chị và các bạn có khuynh hướng là mời những đối tác khách hàng đó tới những cái vị trí như thế, thì khách hàng sẽ có khuynh hướng là tự động là cảm thấy là cái doanh nghiệp này perfect hơn, hoàn hảo hơn, thì sẽ ký hợp đồng nhiều hơn. Cách này là cách mà được cho doanh nghiệp, nhưng anh chị cũng được, cũng tăng cái phần đẳng cấp
Nhưng cái đẳng cấp này thì nó có thể chưa biết là có mài cho ăn được không, nhưng chắc chắn là cái đồng lương hơn 20 triệu đồng của anh chị và các bạn sẽ phải tiêu đi rất nhiều. Và cái tiêu này thì đầu tiên anh chị nghĩ là tiêu cho bản thân, nhưng một phần nào đó nó cũng tiêu cho doanh nghiệp. Và cái kết cuối cùng là sau một khoảng thời gian đủ dài, làm trong vòng một năm, thì anh chị và các bạn cũng chỉ có thể được gọi là đem về gia đình một cái khoản tiền rất là ít, nhỏ nhoi trong một năm 40-50 triệu đồng. Và chúng ta chi tiêu đi thì chúng ta chẳng còn gì cả. Mặc dù chúng ta là lãnh đạo, là sếp, sales manager của một cái doanh nghiệp được coi là doanh nghiệp lớn, với mức lương thời điểm năm 2013 trả cho tháng hơn 1.000 đô trên hơn 20 triệu, gần 1.000 đô chia, thì như vậy cũng là khá là cao với cái việc mà là nhân viên bán hàng. Thì chúng ta mới thấy được rằng là chẳng có ai giúp chúng ta cả. Chúng ta phải tuân thủ những cái phương pháp kỷ luật của chúng ta để có thể dành dụm và tiết kiệm. Từ đó có vốn rồi thì biết được cái phương pháp để đầu tư. Thì có phương pháp đầu tư rồi thì chúng ta mới tìm ra được cái giải pháp cuối cùng cho câu chuyện tự do tài chính. Có vốn rồi, có cái cậu bạn 2 tỷ rồi. Thì có như vậy thì anh chị và bạn có mới mong rằng là tự do tài chính được. Và cái giải pháp này là ai cũng có thể làm được. Bất kỳ ai cũng có thể làm được, bất kỳ anh chị nào cũng đều có thể làm được. Không riêng gì những người có trình độ cao, tất cả những người đang lao động phổ thông, đang là công nhân, đang là nông dân đều hoàn toàn có thể làm được. Với cái câu chuyện này chúng ta còn làm được những điều như sau nữa. Khi chúng ta có đồng vốn, chúng ta hoàn toàn là một cái khoản bảo hiểm. Thay vì chúng ta phải đóng bảo hiểm vào các ngân hàng hoặc là một số công ty bảo hiểm đang mời chào, thì chúng ta làm cách này, chúng ta cũng chính chúng ta tự bảo hiểm cho chúng ta khi chúng ta có việc cần sử dụng đến tiền bất thình lình. Khi chúng ta bệnh tật, khi gia đình chúng ta cần, con cái chúng ta cần một cái khoản tiền để đi học, và rất nhiều những cái mà dễ giải quyết được khi chúng ta có một cái khoản vốn rất lưng. Đây cũng là một cái cách rất đơn giản mà ông bà ta hàng trăm năm nay đã đều làm. Đó chính là có tiền thì mua vàng bỏ ống, hoặc là có tiền thì bỏ vào ống cất giữ. Cái việc cất giữ này nó thực sự là một cái giải pháp rất tốt, đem lại cái tài sản. Và minh chứng rõ nét đó là những người ở khu vực miền Trung có cái khả năng tích lũy và tiết kiệm này rất là cao. Vì cái nguyên nhân nó do thời tiết thôi, do là cái câu chuyện báo lũ thường xuyên nên họ phải luôn luôn phải tiết kiệm để đề phòng. Nhưng chính cái điều đó, khi mà đến một cái vùng đất mới như Sài Gòn, như những cái vùng đất mà ít bị báo lũ, thì cái việc tiết kiệm đó lại đem lại một cái khoản tiền rất lớn để về lâu dài. Nó làm cho những người này, những người ở cái vùng đất đó lại tự do tài chính hơn, tích lũy được nhiều tài sản hơn và có khuynh hướng là giàu hơn, nhiều tiền hơn. Tự do một phần nào đó, không bị áp lực về cuộc sống, không phải lo cái cơm áo gạo tiền nữa so với những người ở cái vùng quê khác. Thì nhiều người lại bảo là mấy cái ông ở miền Trung là ki bo kẹt xí. Không phải đâu anh chị các bạn. Hy vọng rằng anh chị các bạn hiểu, và hy vọng rằng video này đem lại hữu ích cho những bạn trẻ đang muốn tìm cái giải pháp nào đó để có thể thay đổi cuộc sống của mình. Bán tự do tài chính cũng là điều tốt đẹp, giảm bớt những cái việc mà chúng ta phải lăn lộn ra cuộc sống, phải lăn lộn ra ngoài kia để hàng ngày phải đi kiếm tiền. Trong lúc mà nhiều người còn đang có thể được nghỉ ngơi uống một ly cà phê ngon, thì chúng ta phải mất cả hơn hàng giờ đồng hồ để đi làm. Trong lúc mà đáng lý ra chúng ta có thể quây quần với con cái sớm hơn một chút, thì chúng ta đang phải lao kẹt xe, đang phải lao ngoài đường để trở về nhà. Đặc biệt là những cái thời điểm như phía Bắc hiện nay thì rất là lạnh, mùa hè thì rất là nóng. Những cái công việc phổ thông mà phải lao ra ngoài đường thì vô cùng vất vả. Thắng rất là đồng cảm với những câu chuyện như vậy, và hy vọng những cái Thắng nói, những cái Thắng trải bày trong cái video ngày hôm nay sẽ giúp ích được nhiều người hơn trong cái câu chuyện cải thiện cái cuộc sống của mình. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều đã luôn đồng hành. Nếu được, anh chị và các bạn hãy lan tỏa video này, hãy chia sẻ video, cũng như để lại cho Thắng một cái bình luận để nó có thể nhiều người biết hơn tới những cái kiến thức rất là giản đơn mà có thể giúp ích được cho nhiều người hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.